Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime. Trong tập 11 của Vũ Anh Kỳ, thần nhãn đã xuất hiện cho mọi người biết hắn chính là bản cổ. Vì vậy thần nhãn sau một hồi trao đổi nói chuyện với Thiên Rồng Lỗ Đen, thì bản cổ đã tạo ra một con robot làm từ tinh thạch đập nát mặt Thiên. Nhưng Thiên đang ngẩn ngơ vì cái chết của vợ Rồng Lỗ Trắng Mạch Long, nên Thiên đã biến mất không thấy xác. Do vậy mọi người quan sát đều nghĩ rằng Thiên đã chết. Chuyển sang tập cuối 12 của Vũ Anh Kỳ, thần tộc hiện tại trên Kết Linh Sơn thì binh lính thần tộc đang rất hoảng loạn vì Thiên bị bản cổ giết. Còn Minh tộc thì đang thảo luận làm sao đánh được tên bản cổ điều khiển con robot siêu to khổng lồ hiện tại. Vì thế bản cổ đang định ra tay quét sạch Minh tộc thì A Cẩu giờ mới thể hiện là phải vượt qua được A Cẩu thì mới đánh được Minh tộc. Nên Vân Trung Tử hay Bạch Thái đều ngạc nhiên sao hôm nay A Cẩu manh động thế, mạnh mồm như thế. Do đó A Cẩu và bản cổ đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ. A Cẩu hiện tại đang rất muốn ra tay và bản cổ thần nhãn để chiến thắng. Nhưng thần nhãn đã đưa ra yêu cầu cho A Cẩu. Đồng thời hắn đã cho A Lam xuất hiện trước mặt mọi người. Tất nhiên thần nhãn đã đưa cho A Cẩu thân xác hình dạng của A Lam. Nhưng thần nhãn giữ lại tim của cô ấy trên tay để làm cuộc trao đổi đưa ra yêu cầu cho A Cẩu và mọi người. Là Minh tộc và thần tộc sẽ giảng hòa cuộc chiến này. Ngoài ra thần nhãn đã đưa ra chính sách sinh sống cho Minh tộc. Là Minh Tàu sẽ từ địa ngục giới lên được nhân loại sinh sống trên đất đai. Dĩ nhiên A Cẩu không đồng ý giảng hòa trước thần nhãn, mà vẫn muốn cho tên thần nhãn này ăn đập. Nhưng sức mạnh linh hồn của A Cẩu có vẻ đang giảm sút. Do một số quân lính của Minh tộc nghe thần nhãn muốn giảng hòa, vì những người Minh tộc cũng thấy đã có lợi. Tuy nhiên A Cẩu vẫn lên tiếng vì sao binh lính không đánh nhau một phát nữa thắng thần nhãn. Nhưng các đại tướng hay binh lính Minh tộc đều đồng ý việc giảng hòa của thần nhãn đưa cho. Vì vậy A Cẩu cũng không còn cách nào khác là giảng hòa với thần nhãn. Và A Cẩu đã đưa ra yêu cầu thần nhãn phải thề trước Minh tộc, thần tộc và con người là ký hiệp ước 100 năm thần tộc sẽ không phải đánh Minh tộc nữa. Nên thần nhãn cũng đồng ý, đồng thời trả lại trái tim cho A Lam. Ngoài ra A Cẩu còn đưa ra một yêu cầu khiến ai cũng phải chịu chết, là hắn xin ngồi vào cái ghế của thần nhãn suốt ngày ngồi không bị ê mông xem sao. Sau đó A Cẩu đã ngồi lên ghế của thần nhãn và tuyên bố giành thắng lợi. Lúc này Na Tra chạy đến xem cha Lý Tịnh May vẫn còn sống. Còn các đại tướng Minh tộc đã liệt kê số binh lính bị thương hay tử trận. Họ đã bị chết mất 3 đại tướng nhưng đổi lại thắng thần tộc. Cuối cùng thì A Cẩu cùng Bạch Thái hay người Minh tộc đã lên thuyền rời khỏi thần tộc. Nhưng chuẩn bị rời đi, A Cẩu trên thuyền nhìn lại thần nhãn đang đứng trên một bức tường. Thì A Cẩu vừa rời đi. Lúc này một tên binh lính thần tộc tên Tử Nhật đã báo cáo về thần tộc chết 60 người. Tử Nhật thấy thần tộc lần này thất bại trước Minh tộc nên hắn đã khóc trước thần nhãn. Hiện tại thần nhãn cũng cho Tử Nhật nghe là Minh tộc cho sống một thời gian yên bình đi. Đợi hắn sử dụng sức mạnh tinh thạch đang bị phong ấn thì người của thần tộc sẽ có sức mạnh tương đương với thần tộc viễn cổ. Trải qua 10 ngày sau trận đại chiến của Minh tộc và thần tộc, A Cẩu đang nằm trên bãi đất ngắm trời đất thì Huyền Sai đã mang bản hợp đồng giảng hòa đưa cho A Cẩu. Vì vậy A Cẩu đã chạy đến người Minh tộc thông báo chuẩn bị đi chiếm đất đai. Cảm ơn anh em đã xem hết video.